Nếu mọi người muốn biết về cái giá dầu nó tăng như thế nào, có thể đi ké với anh này, anh sẽ nói cho mình biết. Anh ta nói cho biết hồi lần rồi cái chuyến đi mới đây của ảnh đó là khoảng chừng 5.000 đồng tiền dầu. Anh có phải nói chơi chứ? Anh nói không, tôi nói sự thật đó. Có phải từ Chicago đi tới California? Dạ, nói đúng rồi, đi tới đó đi trả lại là 5.000 đồng. Hồi lúc trước là nó chỉ có khoảng chừng 3.500 đồng thôi. Theo ông Mai, ông sếp ở đây nói cho biết, nếu mà tiếp tục nó tăng lên như vậy, có lẽ là hết làm ăn luôn. Ông Mai, ổng trả tiền dầu cho 180 chiếc xe truck của ổng chạy đi chở hàng hóa trên Hoa Kỳ. Đây là cái hãng KC Trucking. Đây có phải những người trên Hoa Kỳ cũng trả cái số tiền về dầu này có phải không? Tất cả những cái gì ở trên Hoa Kỳ vận chuyển tới nhà của họ hay là tiệm quán, tất cả đều bằng xe truck. Tất cả những giá cả tăng lên như vậy thì nó sẽ đưa xuống cho cái người tiêu dùng phải chịu thôi. Hãng này đã cắt đi 5 sen cho 1 mao cho chuyến đi của anh này. Có nhiều người nghĩ 5 sen nó cũng không có bao nhiêu hết, chỉ có là 5 xu thôi. Và anh ta trả lời, tôi đây mất đi khoảng cái chừng 200-300 đồng cho một chuyến. Nó như vậy đó. Thì cô trong đài nói đúng rồi, tính kiểu như vậy là mất rất là nhiều tiền. Giá của dầu nó tăng lên cũng là vì của Hoa Kỳ không có mua dầu ở bên nước Nga khi mà có chiến tranh với Ukraine. Còn cộng thêm nữa, có một số chỗ làm xăng dầu của trên Hoa Kỳ đóng cửa lúc mà COVID xảy ra. Lúc đó không có nhiều người cần xăng dầu cho nên những cái hãng xưởng họ đóng cửa. Đây là về cung cấp, đang cung cấp chút chút cho nên nó bị ảnh hưởng như vậy. Ông này là của GasBuddy nói cho chúng ta biết. Đây nói hiện tại bây giờ thiếu, nhưng mà thật sự nó cũng không thiếu cho lắm. Ở trên Hoa Kỳ chúng ta cũng có thấy nhiều chỗ cây xăng nó cũng rẻ xuống một chút xíu đó. Theo anh này nói cho biết, cho dù giá dầu đang tăng cao như vậy, anh ta không thể nào ngừng được, cũng tiếp tục lái đó. Anh ta nói, tôi đây là chuyên môn cái người đi làm việc. Tôi đây chỉ biết lái xe truck vậy thôi.